Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Sự Có Ích Của Nam. Tiếp nối hôm trước thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm một chiếc bánh bông lan trứng muối không cần lò nướng, không cần máy đánh trứng. Và nó sẽ có 3 loại sốt là sốt phô mai, sốt trứng muối và sốt mayonnaise trong như thế này nữa. Bên trên nó thì có rất nhiều trứng muối và sốt nữa, thế nên bánh sẽ siêu ngon luôn. Mọi người hãy cùng làm với tôi nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm cốt bánh trước nha. Khi mà ăn một cái bông lan trứng muối thì mình nghĩ phần cốt bánh sẽ là phần gần như đóng vai trò quan trọng nhất cho cái bánh có thành công hay là thất bại. Bởi vì cái cốt bánh mà nó mềm và ẩm ấy thì chúng ta mới có thể làm ra được một cái bông lan trứng muối ngon được. Đầu tiên trong một cái âu thì mình sẽ cho phần sữa tươi, dầu ăn cũng như là phần trứng vô. Sau đó thì mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này cho đến khi nó hoàn toàn hòa quyện. Tiếp theo thì mình sẽ dây phần bột mì số 8 vô. Đây là bột mì chuyên dùng để làm cho bánh ngọt ấy. Bột này thì sẽ giúp cho bánh của chúng ta mềm và ẩm hơn so với bột mì đa dụng bình thường. Giờ là đến bước quan trọng nhất, chúng ta sẽ đánh bông lòng tròn trứng bằng tay. Đầu tiên thì mình sẽ cho một vài giọt nước chanh vô. Cái nước chanh này thì sẽ đóng vai trò như là một cái thay thế cho cái cream of tartar, vốn là một cái chất ổn định giúp cho lòng tròn trứng của chúng ta nó bông tốt hơn cũng như là nó ổn định hơn ấy. Thì mọi người hoàn toàn có thể thay thế bằng nước chanh như mình cũng được. Và sau đó thì chúng ta cứ tiếp tục đánh lòng tròn trứng thôi. Có thể đánh bông lòng tròn trứng thành công thì có một vài cái mẹo. Đầu tiên là chúng ta cần chú ý là cái âu mà chúng ta đựng lòng tròn trứng cũng như là cái que đánh ấy nó hoàn toàn phải sạch thì chúng ta mới có thể đánh bông được lòng tròn trứng nha. Sạch ở đây tức là không dính dầu, mỡ, bơ hay là bất cứ một tí tẹo lòng đỏ trứng nào còn sót lại trong trứng là được nha. Cái lòng tròn trứng của chúng ta chỉ nguyên thủy là lòng tròn trứng thôi. Và sau khi mà lòng tròn trứng đã đánh bông như thế này thì mình sẽ bắt đầu cho một chút đường vô và đánh đều. Mọi người có biết là bên trong lòng tròn trứng ấy thì hầu hết 90% của nó là nước ấy và 10% của nó thì sẽ là protein. Khi mà chúng ta đánh bông đường với cả lòng tròn trứng tức là chúng ta đang trộn đường với cả cái phần nước bên trong lòng tròn trứng ấy. Thế nên khi mà chúng ta đánh xong ấy thì cái hỗn hợp của chúng ta thường nó sẽ bóng mịn và mượt hơn đúng không? Đây là khi mà lòng tròn trứng đã hòa quyện được với đường và nó đã bông hơn một chút đó. Nếu như mà mọi người mới bắt đầu làm, mọi người chưa quen với tất cả các bước này thì mọi người hãy cố gắng làm theo công thức nha. Đừng có thấy cái lượng đường nhiều mà mọi người giảm, bởi vì lượng đường cũng sẽ đóng vai trò rất là quan trọng cho cái lòng tròn trứng của chúng ta nó có ổn định hay không ấy. Bản thân đường thì cũng đóng một vai trò rất là quan trọng giúp cái bánh của chúng ta có mềm hay không này, cũng như là cái thành bánh nó có cứng và vững chắc không sau khi mà chúng ta nướng. Thế nên lượng đường trong công thức này mình nghĩ là phù hợp với ấy, nó cũng không bị ngọt quá đâu. Chúng ta sẽ phải đánh bông lòng tròn trứng cho đến khi nó đạt được một cái chóp mềm như thế này. Tức là khi mà chúng ta nhấc cái que lên thì nó sẽ xuất hiện một cái chóp đúng không? Nhưng mà nó sẽ mềm và nó sẽ ngả xuống ngay lập tức. Và khi mà chúng ta nghiêng cái âu như thế này thì cái lòng tròn trứng của chúng ta nó sẽ di chuyển rất là chậm thôi. Cơ mà nó vẫn di chuyển một chút nha. Như thế là lòng tròn trứng của chúng ta đã đạt. Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành trộn lòng tròn trứng với cả lòng đỏ nào. Để mà có thể trộn lòng tròn trứng với lòng đỏ thì đầu tiên chúng ta sẽ cần làm nhẹ cái phần lòng đỏ trứng này trước. Bởi vì cái hỗn hợp lòng đỏ lúc đầu ấy thì nhìn nó sẽ khá là đặc đúng không? Cơ mà sau khi mà chúng ta trộn lòng tròn trứng với một chuyển động bất kỳ thì cái lòng đỏ của chúng ta đã mềm ra và nó gần như là một cái ribbon như thế này. Và giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trộn phần lòng tròn trứng với phần lòng đỏ theo một chuyển động mình gọi là fold. Phương pháp fold là một phương pháp trộn chuyên dùng để trộn lòng tròn trứng với cả lòng đỏ. Chúng ta sẽ chuyển động theo một cái chữ Z, mọi người thấy mình đang chuyển động theo một cái chữ Z như thế này. Và sau đó thì chúng ta sẽ hất ngược từ dưới lên trên như thế này. Hất một cách rất là nhẹ nhàng như thế này thì chúng ta có thể trộn được cả lòng tròn trứng với cả lòng đỏ với nhau mà không bị làm vỡ những cái bọt khí mà chúng ta đã đánh từ nãy giờ. Và nhờ vào cách trộn này mà hỗn hợp sau khi mà chúng ta đã trộn xong ấy thì nó vẫn sẽ rất là bông, xốp và mềm như thế này. Hôm nay thì mình sẽ nướng bánh trong một cái chảo 15cm như thế này. Hôm trước thì cũng có một vài người thắc mắc về cái phương pháp nướng của mình, hôm nay thì mình sẽ ghi kỹ hơn nha. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng bếp hồng ngoại cho cái cách nướng này. Mọi người dùng bếp ga cũng được nha, nhưng mà bếp từ thì mình không chắc lắm thôi. Độ tối đa của bếp mình là tầm khoảng 2000W và nhiệt độ thấp nhất thì sẽ tầm 200W. Thế nên ở 5 phút đầu thì mình sẽ nướng ở nhiệt độ 400W để mà cho cái bếp nó nóng lên một chút ấy. Và sau đó thì trong 10 phút còn lại thì mình sẽ nướng nó ở nhiệt độ thấp nhất. Và sau 15 phút thì bánh của mình như thế là chắc chắn sẽ chín luôn. Sau khi mà thấy mặt bánh đã khô thì mình sẽ dùng một cái tăm và kiểm tra. Nếu như chúng ta đâm cái tăm vô và cái tăm nó khô ấy, sau khi mà chúng ta rút ra như thế là bánh đã chín rồi nha. Giờ thì mình sẽ nhẹ nhàng tách cái phần bánh này ra khỏi cái khuôn như thế này. Bởi vì hôm nay thì cái mặt bánh của mình nó cũng khá là khô ấy, thế nên mình sẽ không tiến hành nướng cái mặt còn lại. Còn nếu như mọi người muốn nướng cái mặt cả hai đều chín thì mọi người có thể nướng mặt còn lại trong vòng khoảng 5 phút ở lửa trung bình nha. Tiếp đến thì đúng theo tinh thần mùa dịch, mình sẽ chỉ cho mọi người cách làm trứng muối siêu tốc chỉ trong vòng 1 ngày mà chúng ta sẽ có lòng đỏ trứng muối để có thể làm sốt cũng như là làm những cái phần trang trí luôn. Thì chúng ta sẽ cần đập hai quả trứng ra và sau đó thì giữ lại hai cái phần vỏ như này nhá. Chúng ta sẽ đổ thêm một chút muối vô cái phần vỏ này và sau đó thì mình sẽ dùng một cái tay và sau đó lấy lòng đỏ trứng ra. Cái lòng đỏ trứng của chúng ta thì tuyệt đối không được vỡ một chút nào thì nó mới sử dụng được nha. Và mình thấy cách lấy bằng tay như thế này thì nó sẽ an toàn và dễ nhất.
Sau khi tách lòng đỏ trứng thành công thì mình sẽ nhẹ nhàng bỏ nó vô hai cái vỏ và sau đó thì mình sẽ cho muối lên sao cho nó phủ kín hết tất cả bề mặt của cái trứng như thế này. Và như thế về cơ bản là xong rồi đấy. Mình sẽ bọc nó thêm một cái lớp màng chụp dính ở trên và sau đó thì để nó trong tủ lạnh cho đến khi qua đêm tầm khoảng từ 8 đến 10 tiếng ấy. Và đây là ngày hôm sau chúng ta đã có trứng muối rồi nè. Trứng muối của chúng ta sau một ngày thì nó đã bắt đầu chín nhờ việc hấp thụ muối và kiểu lòng đỏ nó kiểu nhìn siêu tươi và đẹp luôn ấy. Mình sẽ tiến hành đi rửa hết cái phần trứng muối này đi cho đến khi nó chỉ còn lại một miếng như thế này. Đối với phần trứng muối này thì mọi người sẽ chỉ có thể áp dụng được khi mà chúng ta làm sốt. Bởi vì nếu so sánh với cả lọc tỏ trứng muối thông thường ấy thì nó sẽ khá là bẹt và nó không được đẹp lắm. Mình sẽ cho một chút rượu trắng để mà khử hết tất cả cái mùi tanh của trứng muối đi và sau đó thì đem cái phần này đi rửa và đổ đi là được. Rồi thì mình sẽ bắt đầu hấp nó nha. Bọc một lớp giấy bạc quanh phần trứng muối và sau đó thì mình sẽ đem hấp đi ở 8 phút ở lửa trung bình cho đến khi trứng muối bắt đầu chín là được. Mình thấy sau 8 phút ấy thì trứng muối của mình nó đã chín ở bên ngoài rồi và bên trong nó thì vẫn còn hơi lòng đào một chút ấy thì nhìn nó sẽ khá là đẹp. Còn mà tất nhiên nếu như mọi người muốn mấy quả trứng muối của mọi người đẹp ấy thì mọi người hãy hấp trong một cái đĩa thì đẹp hơn đấy. Còn nếu hấp trong một cái bát thì nó sẽ bị dính lại với nhau á. Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành làm cái sốt đầu tiên, đó sẽ là sốt trứng muối. Trong một cái âu thì mình sẽ cho hai cái lòng đỏ xấu cũng như là một cái lòng đỏ đẹp vào. Và nếu chẳng may ở bước này cái lòng đỏ của chúng ta nó vẫn còn đang hơi lòng đào quá thì mọi người có thể hấp thêm 5 phút cho đến khi nó chín như thế này này thì chúng ta có thể giã nó dễ hơn. Phần lòng đỏ đã hoàn toàn được nghiền nát như thế này thì mình sẽ tiếp tục cho phần nước cốt dừa cũng như là sữa tươi vô. Cái nước cốt dừa này thì sẽ cực kỳ hợp với cả trứng muối luôn bởi vì nó vừa làm khử mùi tanh cũng như là tăng thêm một chút độ béo ngậy và vị dừa cho cái cốt ấy. Cuối cùng thì mình sẽ trộn hết tất cả hỗn hợp này lại với nhau. Thực chất ấy, nếu ở bước này nếu mọi người muốn thao tác nó nhanh thì mọi người có thể cho hết tất cả mọi thứ vô một cái máy xay sinh tố và sau đó thì xay cho đến khi cái phần trứng muối này hoàn toàn nghiền nát là được. Tất nhiên là kể cả nếu dùng máy xay thì sau khi mà chúng ta xay xong thì cũng đều phải dây qua cái hỗn hợp này nha để mà cho những cái lòng đỏ trứng muối nó còn lợn cỡ đấy. Nó sẽ được nghiền nát tí hơn. Sau khi mà chúng ta đã nghiền nát cái hỗn hợp này xong thì mình sẽ đổ nó vô một cái nồi như thế này. Khi mà chúng ta trộn bất kỳ một hỗn hợp nào như kiểu kem custard cũng như là cái kem trứng muối hôm nay thì mình sẽ khuyên mọi người hãy dùng một cái whisk như thế này, tức là một cái phới lồng ấy. Cái phới lồng này thì bên cạnh việc giúp cho trộn nguyên liệu dễ hơn thì nó còn sẽ giúp cho chúng ta cho thêm một chút không khí vào bên trong hỗn hợp ấy. Thì hỗn hợp của chúng ta nó sẽ bông, mịn và xốp và nhẹ hơn nữa. Thế nên cái hỗn hợp nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ cần đun cái hỗn hợp này cho đến khi nó bắt đầu đặc lại như thế này là mình sẽ bỏ nó ra. Khi mà hỗn hợp vừa còn nóng thì mình sẽ cho bơ vào và trộn đều cho đến khi tất cả mọi thứ hòa quyện. Hôm nay thì mình muốn làm một cái sốt trứng muối mà nó chảy chảy một chút ấy, thế nên mình sẽ cho có thêm một chút kem tươi vô. Nếu ở bước này mọi người không có kem tươi thì mọi người hoàn toàn có thể thay thế bằng nước cốt dừa cũng được nha. Và cuối cùng thì chúng ta cứ trộn hết tất cả các nguyên liệu lại với nhau cho đến khi nó ra được một cái hỗn hợp nó sánh, mịn và nhẹ như thế này là được nha. Ok, giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục làm sốt phô mai nha. Đầu tiên trong một cái nồi thì mình sẽ cho sữa tươi và sau đó thì mình sẽ đun cái sữa này ở lửa thấp nhất. Ở một cái âu khác thì mình sẽ đánh bông phần lòng đỏ trứng với cả đường cho đến khi mà cái lòng đỏ trứng này nó chuyển sang một cái màu nhạt hơn. Tiếp đến thì mình sẽ cho một chút bột ngô vô và hòa quyện hỗn hợp này. Khi mà phần sữa đã bắt đầu bốc khói, kiểu nó không được sôi cơ mà nó sẽ phải nóng và bốc khói thì mình sẽ cho 1/4 phần sữa này vô cái hỗn hợp lòng đỏ trứng ban đầu. Mọi người nhớ là khi đổ thì chúng ta sẽ cần vừa khuấy liên tục vừa mới đổ để mà tránh cho cái sữa này nó nóng quá, nó làm cho trứng của chúng ta bị chín ngay lập tức nha. Cũng tương tự như thế thì khi mà chúng ta đổ cái hỗn hợp trứng vô cái hỗn hợp sữa lúc đầu thì chúng ta cũng phải khuấy liên tục. Sau khi mà cho hết hỗn hợp trứng vô thì mình sẽ tiếp tục khuấy và đun hỗn hợp này cho đến khi nó bắt đầu đặc lại như thế này là được nha. Mình sẽ bắc nó ra khỏi nồi ngay lập tức và khi mà hỗn hợp vẫn còn nóng thì mình sẽ cho phần phô mai con bò cười vô. Do sự hơi chênh lệch về nhiệt độ thế nên khi mà chúng ta mới bắt đầu cho phô mai vô và trộn đều thì nó sẽ xuất hiện những cái óc trâu li ti như thế này. Cơ mà cứ yên tâm là chúng ta cứ khuấy đều thì nó sẽ bắt đầu mịn và mượt như thế này thôi. Như vậy là chúng ta đã làm được hai cái sốt rồi, giờ thì thêm một cái sốt nữa nha. Yên tâm bởi vì cái sốt này thì cũng sẽ là một cái sốt vô cùng dễ dàng và chúng ta có thể thao tác được ngay trong vòng khoảng 5 phút thôi. Hôm trước thì cũng có một số bạn bình luận hỏi mình là làm thế nào để mà làm cho cái sốt dầu trứng của chúng ta màu nó trong suốt. Thì hình như chắc là mọi người nhầm với cái sốt này hay sao ấy, bởi vì cái sốt này thì đúng là nó sẽ trong suốt thật sự. Nó sẽ giống như cái sốt mà ngày bé chúng ta hay ăn cái bánh mì ruốc ấy, xong rồi nó có một cái sốt trong suốt ở bên trên, xong rồi rắc thêm ruốc ở lên ấy, thì đây chính xác là cái sốt đó. Sau khi mà chúng ta đã đun chảy hoàn toàn bơ thì mình sẽ đổ cái hỗn hợp lúc đầu vô. Ở bước này thì chúng ta cũng phải vừa khuấy vừa mới đổ nha. Nếu không thì khi mà chúng ta đổ trực tiếp vô nó sẽ ra được một cái cục rất là to to ấy mà nó không hòa quyện hoàn toàn đâu. Chúng ta cứ tiếp tục khuấy phần sốt cho đến khi mà cảm giác nó đặc hơn và cảm giác như kiểu cái những cái bột lúc nãy mà chúng ta đổ vào ấy nó hoàn toàn chín được là như thế sốt của chúng ta đã xong thế. Và đây là thành quả mà chúng ta thu được. Mình sẽ để cho cái sốt này trong tủ lạnh cho đến khi nó bắt đầu mát hơn một chút.
Và tiếp theo đây là ba loại sốt của chúng ta ngày hôm nay. Tất nhiên là mọi người có thể chọn một trong ba loại này để mà làm rồi. Và nếu như mà mọi người chọn thì chọn cái nào ta? Cái nào cũng ngon hết á. Cho hai quả trứng lạnh lặn thì mình sẽ cắt nó ra thành những cái lát như thế này để mà có thể rắc lên trên bánh nhìn nó sẽ đẹp hơn. Khi mà mình ăn bông lan trứng muối thì mình thường thấy cái bánh này sẽ có hai tầng lớp, thế nên hôm nay thì mình sẽ làm hai lớp bánh như thế này, tức là mình sẽ làm cái công thức đầu tiên hai lần á. Và giờ thì công việc của chúng ta sẽ rất là đơn giản thôi, mình sẽ phun hết tất cả rất là nhiều sốt lên trên những cái tầng lớp bánh như thế này. Giờ nói gì rồi ta? Tại cái bước này thì cũng không có cái gì để mà hướng dẫn hết, mọi thứ thì rất là đơn giản, thế nên hôm nay mình sẽ làm nhảm nhá. Hiện tại thì trên Netflix đang có một cái phim về chủ đề sống còn khá là nổi tiếng, đó là cái trò chơi con mực ấy. Cơ mà thực sự thì mình không thích cái phim này lắm, cơ mà mình cực kỳ thích những cái chuyện hoặc là phim thể loại sống còn ấy. Sau khi mà lên cái bài về những cái trò chơi con mực đó thì cũng có một số trang khác nó cho những cái gợi ý về những cái truyện tranh mà cùng một chủ đề như thế của Nhật ấy. Và hiện tại thì mình đang xem cái trò chơi tình bạn. Trời ơi, cái truyện tranh này nó đỉnh khủng khiếp luôn ạ, kiểu đấu trí xong rồi lừa lọc các thứ ấy, hay khủng khiếp ấy. Hồi trước thì mình cũng đã xem Liar Game rồi, cũng như là kiểu Alice in Borderland các thứ thì mình cũng đã đọc qua và kiểu mê mẩn khủng khiếp luôn ấy. Không hiểu sao cơ mà kiểu khi mà đọc những cái manga sống còn thế này này, kiểu dù mình không đoán được là tất cả những cái gì đang xảy ra, cơ mà kiểu khi mà mình được giải thích ấy thì mình cũng ù òa và cảm giác mình thông minh hơn một chút ấy. Thế nên đọc thì nó khá là vui. Hôm nay thì mình sẽ trang trí khá là đơn giản như thế này thôi. Và thực chất ấy mà nói thì hôm nay mình không ưng ý với cả cái trang trí này lắm. Bởi vì mình làm ba loại sốt lận ấy, thế nên mình đang nghĩ là chắc là phải làm thế nào để mà có thể lộ hết được cả ba cái loại sốt này. Cơ mà cuối cùng thì cái bước trang trí nhìn nó cứ kỳ kỳ kiểu gì ấy, kiểu nhìn nó cứ không đẹp và nó cứ không đồng đều ấy. Màu sắc của nó thì cũng hơi bị nhợt nhạt một chút. Cơ mà cũng may là cuối cùng mọi thứ khi mà nói về hương vị thì không có một cái gì để bàn luôn. Bởi vì ba cái sốt này nó hợp với nhau khủng khiếp luôn ấy. Cái sốt phô mai thì béo béo ngậy ngậy, cái sốt trứng muối cũng béo béo ngậy ngậy. Và cái sốt mayonnaise trong suốt thì kiểu nó cực kỳ thanh và mát. Và nhất là khi mà chúng ta đang tự làm tự ăn ấy thì mình có thể cho thêm rất là nhiều sốt cũng được, ăn kiểu siêu thỏa mãn mà không thể mà dừng lại đâu luôn ấy. Sau khi mà chụp ảnh xong thì mình sẽ cho thêm trứng muối, phô mai và tất cả những thứ gì còn thừa lên trên. Và rồi thì ăn cho một cơn thỏa mãn và thích thú. Wow, mà kiểu đúng là bông lan trứng muối ăn một khi ăn là không thể dừng lại được luôn ấy, ngon khủng khiếp luôn ấy. Cảm ơn mọi người vì đã xem video đây. Nếu như mọi người thấy thích video này, ấn like, đăng ký trong kênh của mình cũng như bình luận một cái gì đó bên dưới cho mình biết nha. Chúc mọi người sẽ thành công với món bánh này và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Giờ thì bye bye.